quốc thanh cùng và sẽ được thực hiện. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Trong những ngày ấy, Maria trỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Judea. Bà vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Và khi bà Elizabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi trong lòng bà nhảy mừng. Và bà Elizabeth được tràn đầy Chúa Thánh Thần, kêu lớn tiếng rằng: Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con trong lòng bà được chúc phúc. Bởi đâu mà tôi được mẹ Thiên Chúa của tôi đến viếng thân tôi? Vì này, tai tôi vừa nghe lời bà chào, thì hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Và Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa đấng cứu chuộc tôi, vì Chúa đã đoái thương nhìn đến phận hèn của tôi tớ. Và từ nay muôn đời sẽ khen rằng tôi diễm phúc, vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là Thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua từ đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ Người. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để cho người giàu có trở về tay không. Chúa đã săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài, như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi của ông đến muôn đời. Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, đoạn người trở về nhà mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Maria đang ở Nazareth bởi vì biến cố truyền tin nói rằng thiên sứ được sai đến một trinh nữ ở Nazareth. Vậy từ Nazareth đi tới nhà của ông Zacharia và bà Elizabeth bao xa? Ai nói được khoảng gần đúng, khoảng từ 10 cây số tôi cũng chấp nhận. Mấy 60 cây thì quá gần, không có. 100 cây cũng còn cách xa quá, không biết. Tôi cũng biết. Bây giờ cứ mặc cải kiểu đó thì hồi cũng trúng. Sau biến cố truyền tin, tức là từ Nazareth phải đi xuống Jerusalem, rồi từ Jerusalem đi về phía tây 7 cây số, gần 7 cây số, thật ra 6 cây số 7, thì tới cái làng Enkarim. Nơi đó nhà của ông Zacharia. Tức là nếu ông đi lên Jerusalem để thờ phượng, vì ông là tư tế, thì ông ấy đi hơn tiếng đồng hồ đi bộ, khoảng 7 cây số. Nhưng mà nếu đi từ Nazareth xuống Jerusalem, có 2 con đường hiện nay. Một con đường là liên tỉnh lộ, gọi là highway, là xa lộ. Ai đi hành hương biết rồi, xe, bus chạy 110 cây số giờ. Một con đường, đó là con đường dọc theo biển Địa Trung Hải. Một con đường khác đi dọc phía trong lục địa, trong đất liền. Thì cái con đường đi dọc theo Địa Trung Hải gọi là Yitzhak Rabin, xa lộ Yitzhak Rabin. Xe bus chạy 1 tiếng 55 phút, tức là 2 tiếng. Nó dài đúng 147 cây số. Còn xa lộ 90 đi vòng bên trong thì chả
phải mất 2 tiếng 37 phút là hơn 168 cây số. Rồi từ Jerusalem phải đi gần 7 cây nữa mới tới En Karim. Tụ trung là bằng từ đây đi Bunbury. Nếu đi bằng xe thì hơn 2 tiếng hay là dưới 2 tiếng tùy kẹt xe hay không. Nhưng nếu đi bằng đường chim bay có 130 cây số à. Đi khỏi Medora chút xíu. Nhưng mà đó là cánh chim bay thẳng, còn này mình phải đi vòng. Mà tôi tin rằng đời của Đức Mẹ chưa có cái xa lộ đó. Có một con đường rất ngắn. Con đường đó là đường bộ, sau này biến thành đường Jihad Rabin đó. Thì Đức Mẹ phải đi 147 cây số. Mà Đức Mẹ có cưỡi lừa không? Tôi không tin đâu. Nhà nghèo chứ không có con lừa để cưỡi. Có xe đạp không? Có xe đạp đi nhanh hơn nhiều. Thời đó ai nói có xe đạp? Tôi phải đạp cho một cái. Con ngựa rồi còn mắc nữa. Cho nên nếu đi bộ, cho rằng một ngày đi 20 cây số, phải đi một tuần. Ghê không? Còn nếu người đi khỏe, đi 30 cây số thì phải đi 5 ngày. Đó, cái hành trình mà Đức Mẹ đi, tôi thấy thật hay. Từ Nazareth xuống Jerusalem tính theo đường chim bay 130 cây số. Nhưng tính theo đường bộ ngày hôm nay cho là 147 cây số. En Karim cách Jerusalem khoảng 7 cây. Tôi lặp lại 2 lần để quý vị mường tượng ở về phía Tây. Cho nên tin mừng thuật lại là Maria vội vã lên đường rất đẹp. Chắc chắn là buổi sáng, không biết ngày nào, nhưng sau biến cố truyền tin thì đi liền. Một buổi sáng đẹp trời, bước chân đi một mình cũng vất vả, cũng sợ hãi chứ. Rồi có những lúc chiều về phải đi tìm chỗ trọ, cũng nguy hiểm, cạm bẫy. Ai biết, có ai biết đâu, Đức Mẹ đang mang một người con trong lòng để đi đến một người khác. Không ai biết, không ai biết hết. Tôi thấy tội nghiệp và tôi nghĩ đây là cuộc rước kiệu thánh thể đẹp nhất, thi vị nhất, ân tình nhất, ấm áp nhất và là đệ nhất. Cuộc rước đầu tiên, rước thánh thể và là cuộc hành trình rước thánh thể dài nhất từ trước đến giờ. Cứ ngồi tưởng tượng nó đi, Đức Mẹ đem hài nhi là Thiên Chúa thật trong bụng mình đi như vậy. Thì tôi gọi đó là cuộc rước kiệu thánh thể. Không có kiệu, chính là cung lòng Đức Mẹ là cái kiệu đẹp vô cùng. Chỉ có bình yên với thiên nhiên, đất trời cũng không biết, loài người càng không biết. Đức Mẹ lúc đó cũng đang bình yên vì Đức Mẹ chưa phải đối đầu với cuộc sẽ sinh con mà không có chỗ sinh. Đức Mẹ cũng chưa đối đầu với cái lời nói tiên tri của ông Simeon và bà Anna. Đức Mẹ cũng chưa đối đầu với cái cảnh phải đi trốn, đi vượt biên. Đức Mẹ cũng chưa đối đầu với cảnh mất con trong 3 ngày, vân vân. Rồi sau đó Đức Mẹ trở về, ở 3 tháng rồi trở về. Đẹp thiệt. Tôi thấy ở nơi 3 tháng đó Đức Mẹ làm gì? Tất cả những việc có thể làm để giúp người bà con, như chúng ta đến nhà ai cũng muốn làm. Nơi này mẹ Maria đã từng đi ra giếng để múc nước, để kín nước, thì hài nhi trong bụng mẹ cũng đi theo. Dễ thương thật. Rồi mẹ ngồi xay bột cho gia đình Zachary và Elizabeth, Chúa cũng xay. Mẹ giặt giũ áo quần, Chúa cũng tham gia. Mẹ quét nhà, Chúa cũng lon khom quét theo. Tôi cứ tưởng tượng vậy mà tôi thấy vui. Hài nhi Giê-xu cùng đồng hành với mẹ trong từng bước, trong từng hơi thở của mẹ. Chúa đã đến thăm căn nhà nhân loại trước khi Chúa chào đời. Do ai? Do Đức Mẹ mang đi.
Mẹ Maria đã đem Chúa đến để phục vụ con người trước khi Chúa được sinh ra. Đẹp thật. Và ông Gioan, giáo hội tin rằng ông được sạch tội tổ tông trước khi ông sinh ra nhờ cái ân xá là thánh thể Chúa Giêsu đến viếng thăm. Cho nên chúng ta thấy đây là một lễ khá quan trọng để dạy chúng ta cách sống giống Đức Mẹ. Tôi không nói phần áp dụng. Hôm nay tôi muốn nói xuyên qua cái ơn mà ông Gioan được nhận, mà mình gọi là ân xá, là vì ông được xóa sạch tội, tội nguyên tổ. Vậy thì nếu trong giáo hội có hai vị, Đức Mẹ và ông Gioan, lâu lâu phải nhắc lại hai chữ ân xá. Biết tại sao? Tại vì mình quên. Mình cứ nghĩ đó là cái gì mà mình có thể chuộc được, mua được. Thưa không, thưa không. Tôi hiểu như thế này. Hãy lấy hình ảnh nơi mà chúng ta gọi là luyện tội, hay tôi thích chữ nơi thanh luyện hơn là cái chữ xưa luyện ngục. Có chữ ngục đâu đó. Theo tôi, nơi thanh luyện không phải là nơi để mình chịu hình phạt đền bù cho tội lỗi mình còn lúc mình chết, mà đó là ân sủng để chúng ta được xóa sạch tội lỗi, cho nên viết tắt thành ân xá. Thiên đàng cũng vậy, không phải là nơi chúng ta lãnh phần thưởng, không, mà nơi tất cả chúng ta đã nhận được ân xá để xứng đáng đến với nguồn tình yêu. Con người sinh ra là để được hạnh phúc, và thiên đàng là quê hương mà mình phải đi về. Ai cũng ước mơ thiên đàng là nối tiếp cuộc sống hôm nay. Vì tội lỗi và yếu đuối, con người đánh mất cái hạnh phúc như mình đáng được. Cho nên tội ngăn cản cuộc sống hạnh phúc của thiên đàng. Lấy ví dụ, quý ông bà ai cũng đã từng đi phi trường, càng ngày càng khó phải không, bởi vì khủng bố. Ví dụ ta vào phi trường, đương nhiên có quyền bước qua cái cổng an toàn, đó là quyền vì mình mua vé rồi. Nhưng nhân viên mời mình đứng lại, nhân viên an ninh mời ta vào đúng trong cái khuôn, rồi giơ tay lên, rồi họ quay máy ra này kia. Rồi nếu mình có mang cái gì bằng sắt, cái vũ khí, ví dụ con dao, cái súng, máy nó sẽ báo bíp 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 bíp, nó hú lên. Rồi khi mình bỏ cái vũ khí ra, cái món đồ bằng kim loại ra, thì mình thản nhiên bước vào với nụ cười của các nhân viên, và có khi họ xin lỗi nữa. Bản chất của thiên đàng là yêu thương, là không có đố kỵ, không có ganh tị, không có ghét, không có thù. Khi ta mang những thứ này vào thì ta sẽ không hợp với thiên đàng. Chúa đâu cấm, nhưng ta không thích hợp. Ta không thích hợp vì tự bản chất thiên đàng là sự yêu thương tốt lành, mà ta còn mang theo những thù hận, oán ghét. Luyện tội hay luyện, thời gian thanh luyện là thời gian ta bỏ những thứ không thích hợp. Giống như ta dừng lại để bỏ món đồ bằng sắt, vũ khí và những điều cấm, rồi ta ung dung bước qua cái cổng an toàn của phi trường. Bỏ vũ khí để bước vào cổng an toàn của phi trường, cái từ bỏ đó không phải là hình phạt, đâu ai phạt mình, mà đó là ân xá. Mình mang rồi mà người ta không chấp, nhân viên phi trường sẵn lòng chờ đợi và giúp ta bỏ những cái đó đi. Còn nếu ta cố tình giấu, lúc đó ta vi phạm. Ta phải hiểu luyện tội hay nơi thanh luyện là ân sủng, là ân xá sau cùng mà Chúa tìm cách để giúp ta trở về quê hương thật là thiên đàng. Những người ở luyện tội là người chết trong ân sủng, nhưng chưa hoàn hảo. Có vậy, họ ao ước được thanh luyện, thanh tẩy.
Ta có kinh nghiệm thực tế, một người mặc quần áo dơ bẩn xộc xếch, cái đứt, cái nút, thiếu cái khuy chẳng hạn, tự họ không muốn đứng chụp hình chung với một nhóm người ăn mặc thật lịch sự, thật đẹp. Đương nhiên, hay là mỗi người mang giày thật đẹp, thật chỉnh trang, có mình ta đi dép. Ta đâu dám đứng chung chụp hình. Nếu có chụp thì ta cũng núp ở mé sau để giấu đôi dép đi. Đó là chuyện đương nhiên. Ta mời họ chụp hình chung, nhưng những người không thích hợp sẽ tự từ chối. Đâu ai phạt họ đâu, họ thấy mình không thích hợp. Người có tội cũng vậy, đứng trước vẻ đẹp và lòng yêu thương của thiên đàng, tự bản chất họ thấy mình không thích hợp. Chính trong lý trí tự do đó, người ta ao ước được thanh tẩy. Cho nên nơi thanh luyện cần thiết và là ân xá hay ân sủng trong cái ý nghĩa đó. Tôi không nói nhiều vì hôm nay ngày thường, nhưng khi Chúa Giêsu được mẹ mang đến cho bà Elizabeth thì ông Gioan trong bụng ông ấy lớn hơn 6 tháng, ông được sạch tội, ông được hưởng ân xá sạch tội nguyên tổ. Cho nên ngày hôm nay, nếu chúng ta có làm điều gì mà nghĩ rằng cần phải làm để giúp ích người khác, việc thiết thực nhất là mang Chúa đến cho người đó. Không phải với tư cách một người đứng giảng cho họ. Thời buổi này giảng dạy ít ai muốn nghe. Nói thật, chính Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng nói vậy. Người ta muốn thấy cách sống của mình, cách sống của một cô thiếu nữ lặn lội đường xa nguy hiểm đến để âm thầm giúp người bà con. Trở về mang tiếng oan đó, trở về là bụng to rồi, mang tiếng oan thật. Người bạn đời là Giuse nghi ngờ chứ. Đúng, ông đâu có sai, nhưng ông hiền từ. Chứ nếu mà ông là người công bằng, theo cái nghĩa công bằng kiểu mắt đền mắt, răng thế răng, thì Maria chết. Là vì ông nói bào thai đó không phải của tôi. Thế là cả làng người ta ném đá cô ta chết. Đâu ai kiện cáo gì được. Đó. Đi, Đức Mẹ đem Chúa đi. Trên đường về đâu có an tâm trở về gia đình mình thì bị nghi ngờ chứ. Gia đình nào không có những trục trặc đó. Vợ chồng nào không có những hiểu lầm đó. Ai dám nói là nhà tôi hoàn toàn không có những sự kiện đó. Nhà Đức Mẹ mà còn có. Cho nên hôm nay mừng lễ Đức Mẹ đi viếng, chúng ta xin Đức Mẹ giúp chúng ta hiểu cách tốt nhất là âm thầm đem Chúa đến. Không phải là rước mình đến Chúa đến. Chúa đây là tình thương, là sự ân cần, sự để ý, sự tế nhị. Khi mình đến với người khác, người khác đó không ở đâu xa đâu, người bạn đời mình, mấy đứa con của mình, người mẹ của mình, người cha già tuổi của mình. Cảm ơn Chúa cho chúng con lâu lâu cũng coi lại một chút những cái ân xá khi nói đến luyện tội hay thanh luyện và hỏa ngục hay thiên đàng. Xin Đức Mẹ dạy chúng con biết bắt chước mẹ, cứ âm thầm làm, đừng nói. Đức Mẹ đâu nói nhiều. Cả cái lời cảm ơn bà Elizabeth khen, Đức Mẹ đâu có cảm ơn. Đức Mẹ dùng lời kinh trong Cựu Ước là kinh Magnificat để nói lời cảm ơn. Mà kinh đó bây giờ chúng ta đọc trong giờ kinh chiều, chữ Magnificat có nghĩa là tạ ơn. Xin Chúa cho chúng con dâng thánh lễ này cảm ơn Chúa. Hết tháng năm có 3 vị ra đi, vậy là chúng con thoát nạn rồi. Coi chừng còn mấy tiếng nữa mới hết tháng năm á. Tôi chưa sức dầu, bây giờ tôi sức đâu đi đó đó. Cảm ơn Chúa
và xin Chúa giúp từng người chúng con biết đi theo chân của mẹ Maria. Thông thường khi có biến cố gì mình làm tốt mà người khác khen mình thì sẽ có những người nói không dám đâu, không dám đâu, không dám đâu. Cũng có người không nói gì hết mà nói dĩ nhiên cũng được. Nhưng Đức Mẹ thì khác. Đây là câu chuyện xảy ra ở nhà dòng, nhà hưu dưỡng ở Mai Thôn, chỗ sập nhà đó. Đây là biến cố sau khi đã sập nhà rồi. Thì tôi về ở đó với anh em học viện, có 36 anh trẻ ở đó, cho nên trộm nó cũng bớt hoành hành. Tại ban ngày nó chèo ghe dưới sông Sài Gòn, nó thấy nhiều người trẻ. Còn lúc trước mấy thầy già thì nó vô nhà nguyện, mấy ông già đang ngồi đọc kinh, nó bắt cái ghế của mấy ông, nó leo lên, nó lấy cái đồng hồ và cái ghế chồng chành, nó còn mắc một ông tới giữ giùm cái ghế để nó lấy. Mấy ông cứ nghĩ là thợ nó vô, nó lấy xuống để nó chỉnh, rồi nó xuống ghe nó đi, nó còn bye bye cảm ơn. Thế là hôm nó vào nhà cơm, nó cậy cửa khiêng cái tủ lạnh ra bờ sông rồi, và bởi vì mở ra thấy giá ua của các thầy hôm sau sẽ ăn, cho nên ba thằng ngồi lại ăn. Con mới mất dạy không, ăn xong thì tự nhiên có ông thầy già còn thức, ông nghe lục cục ở bờ sông, ông ngó xuống cái nhà mà chưa sập đó. Rồi ông bật đèn lên thì nó bỏ chạy, nó để cái tủ lạnh lại. Thế là báo động trong nhà ra khiêng tủ lạnh vô. Đương nhiên là hết đồ ăn rồi, nó lấy đi hết rồi, tại tủ lạnh khá to. Thì ai đi xuống nói đó thấy không, nhờ có đèn. Đâu ai nói cảm ơn Chúa đâu, nhờ có đèn. Mấy người kia thì nó nhờ có mấy anh trẻ. Nói qua nó lại nhờ nhau không. Cái bà Sáu là cái bà già người Quy Nhơn, bà xuống bà nói chuyện gì dạy các xe. Thì bà nghe tả lại bà nói, lại Chúa tạ ơn Chúa. Xấu hổ thiệt. Cả đám thầy tu không ai nói tạ ơn Chúa đó. Toàn là nhờ này, nhờ kia, nhờ cái nọ. Xấu hổ ha. Cho nên cái bà đó giống Đức Mẹ. Khi người ta khen, tạ ơn Chúa, linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Rõ ràng thấy có người khen còn hỏi lại nữa. Nhất là mấy bà, trời ơi, mà nay mặc áo đẹp quá, nói gì vậy? Để người ta nói lại. Khốn thế thế đi. Nghe rõ lắm mà, tai thì rất thính nhưng mà phải nói lại. Rồi mình học được nơi Đức Mẹ rất nhiều điều. Điều quan trọng nhất là sự khiêm tốn. Mẹ biết hết những gì xảy ra chứ. Nói. Xin mời cộng đoàn cùng đứng. Và hôm nay trước khi đi ngủ, nhớ đọc kinh cầu nguyện cho linh mục quản nhiệm. Hôm nay là sinh nhật 31 tháng 5. Không biết được mấy tuổi rồi, không biết thôi nôi được gì chưa. Thôi nôi chưa? Chắc chưa quá à. Hay là thôi bố? Chúng ta cùng dâng lời.